Ôi, chào các em, hôm nay chúng ta giải vòng số 1 Olympic của khối lớp 6 năm học mới 2016-2017. Như thường lệ, thầy sẽ giảng rất kỹ cách làm của từng câu chứ không chỉ nêu đáp án không ha. Các em biết đáp án mà không hiểu thì cũng vô nghĩa thôi, cái điều đó các em quá rõ rồi ha. Các em chuẩn bị nháp và máy tính vào túi. Chúng ta giải bài thi đầu tiên của vòng số 1. Câu số 1. Và đây là bài toán thể tích các em. Số khối lập phương nhỏ xếp vô sẽ chính là thể tích đó. Lấy dài nhân rộng nhân cao, đổi ra cm hết ha. 16 nhân 14 nhân 9 là bằng 2016. Câu 2. Các em nghịch đảo ngược lại. Đảo ngược thì sự lớn bé sẽ đổi ngược lại các em nhé. A phần 20 sẽ lớn hơn 5 phần 4. Cái này các em biết rồi, thử đi. Phân số này lớn hơn phân số kia thì nghịch đảo lại, đảo ngược lại nó sẽ bé hơn, và ngược lại, đang bé nó sẽ lớn hơn. Rồi mình nhân hai phe cho 20. Phe trái lớn phe phải thì lấy phe trái nhân cho 20 cũng sẽ lớn hơn phe phải nhân cho 20 các em nhé. Nhân 20 như vậy các em sẽ có A lớn hơn 25, có rất nhiều số lớn hơn 25, bắt đầu từ 26, 27, 28. Vậy A bé nhất là 26. Câu số 3 bếp 120 người ăn trong 40 ngày, sau khi ăn hết một nửa số gạo, như vậy số người vẫn là 120 người, không? Số người vẫn là 120 người. Thì ăn còn hết nửa rồi, vậy còn 20 ngày rồi, 20 ngày nữa là hết gạo. Bây giờ được bổ sung thêm bao nhiêu người thầy không biết, thì lúc đó tổng số người mới sẽ là x người đi, tổng số người mới sẽ là x người, và giờ chỉ ăn 12 ngày nữa thế. Như vậy là lấy số người nhân số ngày là 120 nhân cho 20 ngày thì sẽ ra số gạo, và số gạo đó không thay đổi nữa thì cũng bằng x người nhân cho 12 ngày không? Thì số gạo nó cũng là vậy thôi mà. Thì 120 người ăn 20 ngày thì hết số gạo đó. Thì ít người ăn 12 ngày cũng hết số gạo đó. Thì mình lấy nhân lên, hai cái phép nhân này sẽ bằng nhau thôi. Từ đây các em suy ra x sẽ bằng 120 nhân 20 chia cho 12 thì sẽ bằng 200. Vậy số người tổng cộng lúc sau sẽ bằng 200 kìa. Vậy là đã được bổ sung 80 người ha. Câu tiếp theo. Hồng và Hà. Hồng đi từ A đến B mất 4 giờ, vậy Hồng 1 giờ. Hồng 1 giờ sẽ đi được là 1 phần 4 đoạn. Đoạn đường DD là đoạn đường đi. Hà Hà thì sao? Hà thì đi 1 giờ 1 phần 6 đoạn đường. Vậy 1 giờ 1 giờ Hồng Hồng đuổi Hồng gần thêm thêm lấy 1 phần 4 trừ 1 phần 6 đi em, 1 phần 4 trừ cho 1 phần 6 còn 1 phần 12, 1 phần 12 đoạn đường đó là 1 giờ Hồng gần Hà thêm ha.
đi lúc 6 giờ rưỡi, Hồng đi sau lúc 7 giờ. Vậy lúc đó là Hà đi được 30 phút. 30 phút là nửa giờ. 1 giờ Hà đi được 1 phần 6. Như vậy nửa giờ thì Hà sẽ đi được 1 phần 12 ha. Vậy lúc đó Hồng mới xuất phát. Vậy tóm lại lúc Hồng xuất phát á, là Hồng cách Hà 1 phần 12 đoạn đường. Đó. Như vậy 1 tiếng sau thôi là Hồng sẽ đuổi kịp Hà. Bởi vì 1 giờ là Hồng gần Hà thêm 1 phần 12 mà, đúng không? 1 phần 2 đoạn đường. Vậy 1 tiếng sau là Hồng đuổi kịp Hà. Thì lúc đó là 8 giờ rồi. Thì 7 giờ cộng giờ là 8 giờ rồi. Em nào không hiểu nổi các em tua video lại ha. Tua video lại, tua clip lại, nghe từng lời thầy giảng là sẽ hiểu thôi. Câu số 5. Số thập phân A'BC bằng 10 chia cho tổng của A cộng B cộng C. Như vậy nếu thầy lấy A'BC, nhân cho cái tổng kia thì nó sẽ ra 10, chắc chắn luôn. Sau đó thầy nhân hai bên cho 100, thầy nhân đây cho 100 thì bên này thầy cũng phải nhân 100 để què. 10 nhân 100 ra 1000. Còn A'BC nhân cho 100 thì mất dấu phẩy thập phân. Đó, vậy tới đây các em thấy là 1000 là bằng số ABC 3 chữ số nè. Nhân cho tổng A cộng B cộng C. Như vậy có nghĩa là 1000 sẽ chia hết cho cái số của 3 chữ số này. Giờ các em thử những số của 3 chữ số mà 1000 chia hết nha. 1000 chia cho 500. Nhưng mà 500 nhân cho 5 cộng 0 cộng 0 là không có bằng 1000 đâu, nhân thử đi. Vậy 1000 chia cho 250 thử coi. 250 nhân cho 2 cộng 5 cộng 0 cũng không bằng 1000. Vậy tiếp tục chia đôi nữa là 125. Hình như là bằng đúng 125 đó kìa. 125 nhân cho 1 cộng 2 cộng 5 đúng bằng 1000 luôn. Em thử lại đi ha. Số đó là 1,25. Câu số 6. Câu số 6 thầy có số A cộng số B là bằng 858. Và giữa số A và số B là có 15 số khác. Vậy là A cộng 1 nè, rồi A cộng 2 nè, cứ vậy tới A cộng 15. Vậy là giữa chúng là có 15 số rồi đó. Như vậy các em suy ra số B chính là A cộng 16 đó, đúng không? Số B chính là bằng A cộng cho 16. Hay nói cách khác là B trừ A thì bằng 16. Ta có bài toán tìm hai số biết tổng là 828 và hiệu là 16. Số bé là A. Vậy muốn tìm số bé ta lấy tổng trừ hiệu, tất cả chia đôi, 406 kìa. A sẽ bằng 406 nha. Vậy thôi, tìm hai số biết tổng và hiệu mà. 406. Câu số 7. Ngày đầu thầy gọi đi được A, ngày sau thầy gọi đi được B, ngày 3 thầy gọi đi được C, ngày cuối là đi được 52. Đề cho gì? Quãng đường đi trong ngày đầu là A bằng 1 phần 2 của tổng 3 ngày sau, tức là B cộng C cộng 52. Ngày 2 thì bằng 1 phần 3 của A cộng C cộng 52. Ngày 3 là bằng 1 phần 4 của 3 ngày đầu, A cộng B cộng 52. Vậy thầy nhân lên, lấy A gấp đôi lên thì nó sẽ bằng tổng 3 ngày sau. B nhân 3 lên thì nó sẽ bằng tổng 3 ngày kia.
nên nhân 4 lên thì nó sẽ bằng tổng 3 ngày kia. Vậy thôi. Ở đây thì cộng thêm A. Thì bên này cũng phải cộng thêm A là thành 3 thì nó mới về. Bên này thì cộng thêm B. Thì bên này cũng phải cộng thêm B là thành 4B. Bên này thì cộng thêm C. Thì bên trái thì cộng thêm C nữa là thành 5C nó mới về. Vậy tới đây các em thu được điều gì? Thu được 3A là bằng 4C là bằng 4B chứ nhỉ. 4B bằng 5, 5C. Như vậy là 3A bằng 4B bằng 5C. Thì ta lại tiếp tục lấy 3 cái số này chia cho 60. Này cũng chia cho 60 thì cũng bằng bên kia chia cho 60 thôi. Em để ý 60 chính là cái số nhỏ nhất chia hết cho 3, 4, 5 đó. Như vậy giờ là thầy sẽ có gì? A phần 20 là bằng B phần 15 và bằng C phần 12. Không? Có nghĩa là A là bằng 20 phần đó. A là bằng 20 phần, B là bằng 15 phần và C là bằng 12 phần. Đó. Rồi các em đem ba cái đó các em thay vào đây. Thì công thức này nó sẽ đổi thành công thức gì? 3A tức là A là 20 phần, vậy chỗ này là 60 phần. Còn B là 15 phần, C là 12 phần, A là 20 phần. Cộng A cộng B cộng C là bằng 20, 15, 12 là 47 phần. 47 phần. Rồi cộng cho 52 thì sẽ bằng 60 phần. Rồi từ đây các em tính ra P thôi, giống như bài toán tìm X thôi. Nha. Các em bấm máy tính hoặc là giả tay. 13 phần sẽ bằng 50, 52. Từ đây suy ra P sẽ bằng 4 nha. Bằng 4. Và tổng quãng đường này, tổng quãng đường này là chính là 47B cộng 52 đó kìa. Vậy các em lấy 47 nhân 4 cộng 52, 240 ha. 240. Độ dài quãng đường AB là 240. Các em tu tới tu lui ngẫm nghĩ từng lời thầy giảng thì may ra các em mới hiểu được nha. Sao năm nay bộ cho đề khó dữ vậy trời. Học sinh lớp 6 mới lên thì tôi nghĩ là không thể làm được những bài này được. Câu số 8 nó rơi vào cái chuyên đề là dãy số có quy luật. Cái này nếu có thời gian thì thầy sẽ đưa một cái clip riêng về dãy số có quy luật. Còn bây giờ thì ta tính bằng tay hoặc là máy tính nữa nha. Thầy tính bằng máy tính dùng chức năng tính tổng kết đều ha. Rồi nó sẽ ra 21.320 2130 còn 6 phút. Câu số 9 các em vẽ hình ra đi. Rồi hình thang, hình thang ABCD hai đường chéo cắt nhau tại G, diện tích tam giác AGD là 18, diện tích tam giác CGD là 25, tính diện tích hình thang. Rồi giờ các em nghe cho rõ, thầy nói một lần thôi, thầy không nói nhiều ha. Tam giác ACD và tam giác BCD giác ACD và tam giác BCD là diện tích bằng nhau vì có cùng cái đáy CD và có chiều cao từ A và B xuống CD là như nhau, mà hai tam giác này á lại chung nhau cái phần GDC, vậy hai cái phần thừa còn lại là phải có diện tích bằng nhau. Như vậy là GBC sẽ bằng GAD về diện tích,
hai cánh bướm hai bên nó đều bằng 18 nha nhé. Rồi tiếp tục là hai cái đáy AG và GC sẽ tỷ lệ với nhau theo tỷ lệ là 18 phần 25 phần. Cái này thầy sẽ gửi một cái chuyên đề về diện tích để các em hiểu nổi ha. Hai tam giác AGD và tam giác GCD tỷ số diện tích là 18 phần 25 phần, thì hai cái đáy nó cũng sẽ là AG với GC đó cũng tỷ lệ 18 25. Và như vậy là hai cái tam giác ABG với lại BGC cũng tỷ lệ 18 25. Trong đó cái phần 25 á là nó diện tích là 18 rồi. Vậy các em lấy 18 chia 25 là được 1 phần. Rồi nhân cho 18 phần là nó ra cái miếng AGB ha. Rồi thầy lấy 18 chia 25. Rồi được bao nhiêu nhân cho 18 thì nó bằng 12,96. Cái miếng AGB là bằng 12,96. Rồi cộng tiếp cho 18, cộng tiếp cho 18, cộng tiếp cho 25 thì bằng 73,96. 73,96. Các em tu tới tu lui lời thầy giảng ha. Vài bữa thầy đưa cái chuyên đề diện tích lên nữa là xong, sẽ dễ hiểu hơn. Câu số 10. Cái vẽ hình ra là tự đếm rồi.
Tìm một phân số bằng 2/5. Giải tử là 2 phần, mẫu là 5 phần, cộng lại là 7 phần. Mà 7 phần đó là bằng 175. Lấy 175 chia 7 đi, vậy mỗi phần là 25. Giải tử là 2 x 25 là 50. Còn mẫu là 5 x 25 là 125. Rồi. Hai số có tổng bằng 364,8. Số thứ nhất chia 3. Rồi số thứ hai chia 5. Thì bằng nhau. À, lấy A chia 3, lấy B chia 5 thì được bằng nhau. Bằng bao nhiêu tôi không biết, nhưng mà thầy gọi là bằng C đi. A chia 3 bằng C thì A sẽ bằng 3C. 3 nhân C đó. B chia 5 bằng C thì B sẽ bằng 5C. Vậy tới đây các em thấy A là 93 phần nè, B là 95 phần nè. Thì A cộng B là 8 phần. Không? Và 8 phần đó là tổng là bằng 364,8 đó. Từ đây suy ra một phần C là sẽ bằng 364,8 chia cho 8 là bằng 45,6. Một phần là 45,6. Như vậy số thứ nhất, số thứ nhất là sẽ là lấy 45,6 nhân cho 3. Như vậy là 136,8 ha. 136,8. Còn số thứ hai là nhân cho 5. Ừ. 45,6 nhân 3 nè. 136,8 45,6 nhân 5 là bằng 228. Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu phân số bằng phân số 3/7 mà mẫu đều là 2 chữ số. Bây giờ muốn tạo ra phân số mới bằng phân số ban đầu thì ta phải nhân cả tử và mẫu với cùng một số ha. Giờ 3 mà nhân mấy thì mới bắt đầu có 2 chữ số. Ba bắt đầu nhân cho 3 là 9 rồi. Giờ bắt đầu nhân 4 ha. Thì bắt đầu có 2 chữ số đó. 3 4 12. Rồi tiếp tục là nhân 5. Nhân 5. Rồi tiếp tục là nhân 6. Đúng không? Rồi cứ như thế. Giờ 7 nhân tới bao nhiêu là nó thành 3 chữ số là mình bỏ. Thì tôi lấy 100 chia cho 7 đi. Vậy ra sắp xỉ 14. Thì 7 nhân tới 14 là hết cỡ rồi nha. Em lấy 7 x 15 là nó vọt liền ra 105. Còn 7 x 14 thì vẫn còn 2 chữ số. Như vậy là có 4, 5, 6 cho tới 14. Dãy số cách đều này. Vậy là lấy 14 trừ 4 cộng 1 là 10, 11. Có 11 phân số. Có 11 phân số. À. Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau mà các chữ số đều chẵn. Ta chọn hàng đơn vị trước.
hàng đơn vị là ta chọn 2, 4, 6 hoặc 8 hoặc 0. Ta chọn hàng chục trước đi. Các em chọn hàng chục trước. Hàng chục là có 4 cách chọn là 2, 4, 6, 8 là 4 ha. Rồi. Tới hàng các em chọn hàng trăm trước nhé. Xin lỗi các em nha. Ba chỉ số khác nhau, các em chọn hàng trăm trước. Hàng trăm thì các em chỉ chọn 2, 4, 6, 8 thôi, có 4 cách chọn. Rồi hàng chục thì có 5 số là 2, 0, 2, 4, 6, 8 là một số đã bị chọn ở hàng trăm rồi. Vậy hàng chục chỉ còn 4 cách chọn. Và như vậy là hàng đơn vị chỉ còn 3 cách chọn. Vậy là sẽ có tất cả là 48 số. Đây là bài toán áo quần ngủ ha. Bài toán lựa chọn. Rồi bài này là xương nữa kìa. Bài này quá xương luôn. Bây giờ các em vẽ cái đồng hồ ra đi. Lúc 3 giờ thì Kim Phúc chỉ vô số 3, Kim Phúc chỉ vô số 12. Kim dài đó, còn Kim ngắn là chỉ vô số 3. Bây giờ nè, em nghe rõ từng lời thầy giảng nhưng thôi không hiểu nổi đâu. Mỗi giờ, mỗi phút đi, mỗi phút thì Kim Phúc đó đi được nhiêu? 1/60 vòng. Chắc chắn luôn, đúng không? Còn mỗi giờ Kim giờ đi được bao nhiêu? 1/12 vòng. Suy ra mỗi phút là Kim giờ đi 1/12 rồi lại chia cho 60 nữa. Tại vì 1 giờ có 60 phút không? 1 giờ thì Kim nó đi được chừng đó, vậy mỗi phút thì Kim giờ nó đi được 1/12 là chia cho 60 nữa. Vậy nó sẽ bằng như 1/720, các em tự chia đi. Vòng. Như vậy mới hiểu. Như vậy mỗi phút là Kim Phúc gần Kim giờ thêm 1/60 trừ cho 1/720 là 11/720. Mỗi phút Kim Phúc gần Kim giờ thêm chừng đó. Mà lúc đầu á, lúc đầu là 3 giờ đó, thì Kim Phúc nó cách Kim giờ là từ số 12 tới số 3 là nó cách 1/4 vòng à. Vậy cần bao nhiêu phút để đuổi kịp? Bao nhiêu phút đuổi kịp? Ok, còn bao nhiêu phút để đuổi kịp? Lúc đầu thì phút cách giờ 1/4 vòng, mà mỗi phút là Kim Phúc gần Kim giờ thêm chừng đó. Vậy các em lấy 1/4, các em chia cho 11/720 thôi, đúng không? Chia đi, 1/4 chia cho 11/720. Là 180/11. Cần chừng đó phút.
chừng nó phút là bao nhiêu giờ, thì kem lấy cái đó chia cho 60, đúng không? 180 chia cho phần 11 là chia cho 60 là nó sẽ bằng bao nhiêu? 3/11, 3/11 giờ. Cần chừng đó phút, tức là cần 3/11 giờ để đuổi kịp. Vậy thôi, hết. Các em tu tới tu lui thì may ra các em mới hiểu được thầy giảng cái gì nha. Em này hiểu được thì xin chúc mừng. Giờ đây không có thời gian nhiều để thầy giảng nhiều lần nữa ha. 3/11. Rồi còn tới 9 phút là thầy đi lang thang giải thêm vài câu. Cái này em bấm máy thôi nha, bấm máy thôi thì khỏi tính nó mất thời gian ha. Cái này em lấy máy em bấm cạnh nhân cạnh thì bằng 2197, để em thử lấy 10 x 10 x 10 thì nó mới ra có 1000 nè. Rồi em tăng từ từ lên 11 x 11 x 11 thì nó mới có 1003, 12 x 12 x 12 thì nó mới có 1007, 13 x 13 x 13 2197 đúng luôn, vậy đây 13. Vậy thôi, đơn giản vậy thôi, đúng không? Thường thường mấy cái viên đá chặn ở cuối mới là mấy viên khó các em nhé. Rồi một hình chữ nhật có diện tích chừng này, tính chu vi biết chiều rộng bằng 3/4 chiều dài, chiều rộng 3 phần, chiều dài 4 phần. Chiều rộng 3 phần, 1 phần bao nhiêu thì không biết. Rồi chiều dài á là 4 phần. Như vậy là 3 phần đó nhân 4 phần đó thì bằng 867. Từ đây các em suy ra là 3 x 4 là 12, còn phần nhân phần là thành phần bình phương là bằng 867 ha. Từ đây suy ra là phần bình phương thì bằng 867 chia 12. Bằng 42 đúng rồi. Rồi bằng 72,25. Không cho khó dữ trời. Bây giờ cái tìm số thập phân nào bình phương lên bằng đó. Vậy nó chính là 8,5 kìa. Một phần là dài 8,5 cm. Vậy chu vi sẽ bằng là 3/ 3/ cộng 4/, tất cả nhân cho 2. Đó. Vậy là 7/. Vậy các em lấy 7 nhân cho 8,5 rồi là nhân đôi nè, 119 ha. 119 em tự thử lại ha. Còn 6 phút thầy giải cái câu kế cuối này có khó cỡ nào. Tìm một số tự nhiên, nếu xóa đi hai số tận cùng thì được số mới. Một số tự nhiên là x. Xóa đi hai số tận cùng. Thì được số mới ít hơn. Giả sử thầy có cái số hai chữ số tận cùng là AB đi ha. Xóa đi thì nó còn lại là này đó. Thì trừ nhau sẽ ra là bằng 2 4 4. Tiếp xuống xóa đi hai số tận cùng thì được số mới
Như vậy là ta có cái gì? X nhân cho cộng cho AB, cộng cho AB ha. Trừ đi x thì bằng 244. Các em ráng hiểu nha, không hiểu thì ngẫm nghĩ tới ngẫm nghĩ lui thì cũng hiểu thôi. Bây giờ là ta có là 99 cộng cho AB cộng cho số hai chữ số thì bằng 2444. Rồi, như vậy giờ nếu thầy lấy 244 thầy lấy 2444 thì trừ đi cho AB rồi thầy đem chia cho 99 là nó sẽ ra kết quả đẹp, em nhớ nha. Lấy 244 trừ đi số có hai chữ số rồi trừ cho 10 trở đi, trừ 10 trừ 11 trừ 12 rồi đem chia cho 99 thì nó phải ra kết quả đẹp mới lấy ha. Rồi từ 10 AB thầy thử từ 10 tới 19 là không được, rồi thầy thử từ 20 cho tới 39. Cũng đẹp luôn. Giờ thầy thử từ 40 cho tới 59. Cũng đẹp luôn. Giờ thầy thử từ 60 cho tới 79. Rồi được cái 68. Thì AB là 68. AB là 68. AB nó bằng 68 nha. Còn x lúc đó thì bằng 24. Đó. Như vậy cái số phải tìm là số nào nè? Tìm số tự nhiên xóa đi hai chữ số cùng. Thì số đó chính là 2468. Số phải tìm là 2468. Các em xóa đi hai số cuối thì các em sẽ thấy là thử lại đi, 2468 trừ 24 thì đúng bằng 244 luôn. Số phải tìm là 2468. Thầy dùng kỹ thuật máy tính của túi nha, còn dùng như thế nào thì chắc không đủ thời gian giải thích cho các em đâu, chỉ có đội tuyển Casio thì mới rõ thôi ha. Thôi mình nộp bài rồi. Rồi ok, tìm cặp bằng nhau thì cái này các em tự xử cũng được nha. Cái này mà bắt thầy làm nữa thì thôi tôi tiện tôi làm luôn cho. Đây tìm 45 45 45 đây đây 15 nhân 10 10,5 rồi 2468
97 này, 1486, 1486 này chắc chắn luôn, chạy đâu nữa, 2468 đây, chạy đâu nữa, đây bụp luôn, không phải à, không phải thôi. Rồi đây, đây và đây. Rồi chào tạm biệt các em nha, hẹn gặp lại ở ở vòng thi số 2 vào thời gian tới. Các em nhớ chia sẻ cho càng nhiều bạn càng tốt ha, cái kênh của thầy, để thầy còn có khí thế làm các clip nữa. Vậy nghe, rồi chào các em.